Người đàn ông bị ba người phụ nữ bắt cóc và làm nhục trong suốt 12 ngày. Sau khi trở về, anh ta lại bắt đầu nảy sinh cảm giác điên cuồng với khoái cảm chưa từng có này. Đây là một bộ phim có quy mô siêu khủng của Mỹ được ra mắt năm 2006, mang tên The Book of Revelation, tạm dịch sách Khải Huyền. Daniel là một vũ công xuất sắc, anh ấy và bạn gái đang cùng học trong một trường khiêu vũ. Giáo viên của họ là người vô cùng nghiêm khắc. Mỗi ngày, Daniel đều chăm chỉ tập luyện trong phòng tập. Sau khi nhảy nhóm xong, là đến màn solo của Daniel và bạn gái. Theo nhịp điệu của âm nhạc, họ bắt đầu nhảy múa nhẹ nhàng, như thể đang dùng vũ điệu kể lại câu chuyện của chính mình. Sau đó, động tác của Daniel ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Đột nhiên, giáo viên hô dừng lại. Thì ra cô ấy cho rằng màn trình diễn của Daniel quá mãnh liệt, quá quyến rũ, gợi cho người xem cảm giác không mấy lành mạnh. Vũ đạo chân chính là phải vượt qua được loại cảm giác tầm thường này. Những người khác ngồi dưới nghe xong lập tức bật cười. Daniel còn muốn phản bác, anh ấy cảm thấy nên nhảy theo cảm xúc của bản thân và anh ấy đã làm rất tốt. Giáo viên lập tức chỉ trích anh quá tự cao và tùy hứng. Sau đó giáo viên kêu mọi người hãy nghỉ ngơi trước, 2 giờ sau sẽ tiếp tục. Trước khi rời đi, cô giáo nhìn Daniel với ánh mắt đầy ẩn ý. Daniel thì vẫn đang nghiêm túc tập nhảy. Lúc này, một cô gái châu Á bước đến gần và nói rằng chân mình bị sưng, nhờ Daniel kiểm tra hộ. Bạn gái của Daniel lập tức nổi cơn ghen tiến đến, kêu anh mau đi mua thuốc lá cho mình. Cô gái châu Á thấy tình hình không ổn, liền vội vàng xách túi rời đi. Daniel ra ngoài mua thuốc lá, nhìn thấy một chiếc bình đẹp trên đường, anh ấy bất giác dừng lại ngắm nghía vài giây. Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Bạn gái đợi mãi không thấy Daniel trở về, cũng cảm thấy hơi lo lắng. 2 tiếng sau, mọi người đều đã tập trung đầy đủ trong phòng khiêu vũ để diễn tập, duy chỉ thiếu một mình Daniel. Giáo viên chỉ đành cho mọi người luyện tập trước. Lúc nghỉ ngơi, bạn gái của Daniel đã gọi điện cho bạn bè của anh ấy để hỏi thăm. Nhưng không ai biết Daniel đã đi đâu. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ lên sân khấu. Các vũ công khác đã bắt đầu trang điểm, nhưng Daniel vẫn chưa xuất hiện. Giáo viên đành phải tạm thời đổi người, thay thế vị trí của Daniel. May thay, buổi biểu diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô giáo trở về nhà hút thuốc. Đúng lúc này, bạn gái của Daniel đến gõ cửa, thông báo rằng Daniel đã cả đêm không về nhà, cô ấy đã báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát nói, phải chờ 72 tiếng sau khi người mất tích mới có thể lập án. Cô giáo một mình trở về phòng tập nhảy vắng tanh, dùng điệu nhảy bày tỏ nỗi muộn phiền trong lòng. Đúng lúc này, chồng cũ của cô, Mai bất ngờ xuất hiện. Mai là một thám tử, bởi vì sợ Daniel sẽ gặp nguy hiểm nên cô đã gọi ông ấy tới nhờ giúp đỡ. Daniel rất nghiêm túc trong công việc, anh ấy sẽ không bao giờ tự nhiên bỏ đi mà không nói một lời. Khi bạn gái của Daniel bước ra khỏi hội trường biểu diễn, có rất nhiều fan hâm mộ nhiệt tình đã đứng bên ngoài chờ cô ấy. Sau khi ký tặng cho người hâm mộ xong, Mai gọi cô lại, muốn hỏi vài câu về Daniel. Từ miệng của cô gái, Mai biết được bọn họ đã ở bên nhau 3 năm. Daniel chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đội nhảy, dạo gần đây cũng không có hành vi gì bất thường, tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt. Mai không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào, chỉ có thể để lại số điện thoại liên lạc của mình cho đối phương trước, đợi khi vụ việc có tiến triển sẽ quay lại. Mai đi đến trước cửa hàng, nơi Daniel đã dừng lại. Biết được anh ấy đã nhìn thấy chiếc bình ở đây, ông liền đi theo quỹ đạo mà Daniel đã đi qua ngày hôm đó và tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì. Ông còn kiểm tra cả danh sách những bệnh nhân nhập viện và xuất viện của các bệnh viện gần đó, bên trên không hề có tên của Daniel. Bây giờ chỉ có thể coi đây là vụ án mất tích mà xử lý. Mấy ngày sau, một chiếc xe màu trắng xuất hiện ở ngoại ô thành phố. Người đàn ông chùm đầu bị ném khỏi xe, mà người này lại chính là Daniel đã mất tích. Anh ta đến cửa hàng và gọi một cốc bia, người phục vụ nói rằng hết 15 đô. Daniel đã biến mất 12 ngày, nhưng lúc này, anh ta vẫn nhớ đến việc phải mua thuốc lá cho bạn gái. Daniel chạy vội về nhà với gói thuốc lá trong tay. Bạn gái đang nhàn nhã tưới hoa, vừa nhìn thấy Daniel rũ rượi trở về, cô ấy lập tức bị sốc đến nỗi đánh rơi bình hoa xuống đất. Bạn gái lo lắng hỏi anh đã đi đâu, Daniel định mở miệng nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Bạn gái đi đến buổi biểu diễn, Daniel thì mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi. Nhưng rất nhanh anh đã bị cơn ác mộng đánh thức. Sau khi bạn gái trở về, Daniel cuộn tròn trên giường bình tĩnh kể lại, anh đã bị ba người phụ nữ bí ẩn bắt cóc. Tiếp đó, Daniel xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt bạn gái. Cô ấy dường như cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm sau Daniel quay lại phòng khiêu vũ. Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy. Cô giáo yêu cầu mọi người tiếp tục biểu diễn, duy chỉ có Daniel đứng phía sau bất lực, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì. Anh đứng dậy muốn rời khỏi phòng tập, cô giáo liền hỏi anh muốn đi đâu. Daniel không trả lời. Nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Daniel, cô giáo đề nghị cho anh ấy nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Daniel lại từ chối. Ngày mai anh ấy muốn đến sớm luyện tập. Ra khỏi phòng tập, Daniel đi bộ trở lại nơi lần trước mình bị bắt cóc. Lúc đó, có ba người phụ nữ mặc áo choàng đen đã đi về phía anh, rồi vuốt ve cơ thể của anh. Còn chưa kịp đợi Daniel phản ứng lại, một liều thuốc an thần đã được tiêm vào tay anh. Nghĩ đến đây, Daniel lập tức chạy đến đồn cảnh sát để báo án.
nhìn những người đang đợi phía sau, anh ấy có chút xấu hổ, hỏi cảnh sát xem có thể nói chuyện riêng hay không. Viên cảnh sát đồng ý, Daniel không dám kể lại những chuyện đã xảy ra với mình, chỉ có thể cúi đầu nói rằng một trong những người bạn của anh đã bị ba người phụ nữ bắt cóc. Viên cảnh sát bất giác buông một câu cảm thán, thật tội nghiệp. Daniel nghe lời đánh giá của cảnh sát, chỉ biết cười gượng gạo. Những cảnh sát này căn bản không hiểu được nỗi đau khổ của anh. Daniel trở về nhà và thu dọn hành lý, bạn gái cũng không ngăn cản được anh. Daniel đến nơi bản thân bị ném ra khỏi xe trước đó, cẩn thận xác nhận lại dấu vết của các bánh xe. Lúc này, giáo viên vẫn đang đợi Daniel trong phòng tập khiêu vũ. Thời gian ước hẹn đã qua, Daniel vẫn không xuất hiện. Khi bị bắt cóc, sau khi mơ màng tỉnh lại, Daniel phát hiện bản thân nằm trên mặt đất, tay chân bị dây xích trói chặt. Chỉ có tiếng hộp nhạc đang quay, không có ai đáp lại lời kêu cứu của anh ấy. Đến tối, ba người phụ nữ mặc đồ đen xuất hiện. Bất luận Daniel có nói gì, bọn họ đều giữ im lặng. Chỉ âm thầm ngồi xuống và bắt đầu cởi quần áo, vuốt ve cơ thể của anh ấy. Daniel kịch liệt phản kháng. Một người phụ nữ cuối cùng cũng mở miệng, kêu anh đừng chống cự vô ích. Một người khác gỡ băng dính ra khỏi miệng Daniel, nhìn thứ phía dưới anh thèm khát nuốt nước bọt. Daniel vừa hoảng sợ vừa phấn khích, một loại cảm giác trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được dần lan tỏa khắp người anh. Sau đó, ba người phụ nữ thay phiên nhau làm nhục Daniel. Daniel ngất đi vì kiệt sức. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người phụ nữ lại xuất hiện. Họ nối dài dây xích trói Daniel hơn một chút, giống như một phần thưởng cho sự phục vụ nhiệt tình đêm qua. Daniel muốn biết tại sao họ lại làm vậy với mình. Không ngờ bọn họ lại nói, đơn giản chỉ là muốn tận hưởng, không nghĩ tới Daniel cũng cảm thấy thích thú. Một lúc sau, anh buồn đi vệ sinh nhẹ, nhưng dù Daniel có la hét bao nhiêu đi chăng nữa, bọn họ cũng không xuất hiện. Daniel không nhịn nổi mà tè ra quần, ống quần bị ướt một mảng lớn, ba người phụ nữ mới xuất hiện. Còn không quên chế giễu anh ta vì mùi hôi thối trên người. Sau đó, họ lấy cây kéo lớn cắt bỏ quần áo của Daniel, dùng khăn cẩn thận lau sạch cơ thể cho anh. Daniel hỏi tại sao họ lại bắt cóc mình, người phụ nữ bình tĩnh trả lời, bởi vì anh quá đẹp. Lần này bọn họ yêu cầu Daniel tự mình hành động, bọn họ muốn chiêm ngưỡng toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Daniel im lặng không đáp trả, bọn họ liền đe dọa sẽ đập gãy chân anh. Daniel hoảng sợ vội vàng đồng ý, di chuyển bản thân trước mặt họ. Từ hồi ức kinh hoàng tỉnh dậy, Daniel vẫn không ngừng tìm kiếm ba người phụ nữ đó. Anh ấy đến quán bar và trở thành nhân viên pha chế. Hôm đó có ba người phụ nữ bước vào quán bar, Daniel nhìn chằm chằm vào họ và cẩn thận suy nghĩ. Ba người phụ nữ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Daniel, đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ con mồi dâng đến tận miệng. Họ đi vào một căn phòng, người phụ nữ lập tức ôm hôn Daniel say đắm. Nhưng khi anh ấy cởi quần áo người phụ nữ ra, không nhìn hình xăm hay vết bớt gì cả, liền lập tức xách quần bỏ chạy. Khi đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, Daniel nhớ rằng người phụ nữ mặc đồ đen đã từng tiêm cho anh thuốc an thần. Bác sĩ nói, dùng thuốc an thần cần phải đặc biệt chú ý liều lượng, điều này chứng tỏ ba người phụ nữ kia hẳn đã nghiên cứu rất kỹ về điều này. Vì vậy, Daniel lại nhắm tới các y tá ở trong bệnh viện. Lúc này, anh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ, đặc biệt là mái tóc màu đỏ, rất giống với một trong ba người phụ nữ. Daniel vội vàng đuổi theo, nhưng người đó đã lên xe buýt rời đi rồi. Daniel viết thư cho cô giáo, thông báo rằng bản thân vẫn rất ổn. Cô giáo đương nhiên không tin, thám tử Mai đã tìm thấy địa chỉ của Daniel dựa trên địa chỉ mà bức thư được gửi đi. Ông ấy đến quán bar nơi Daniel làm việc, chỉ trò chuyện đơn giản với anh vài câu rồi rời đi. Daniel mỗi đêm đều quan hệ với rất nhiều cô gái ở những địa điểm khác nhau, nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Hình ảnh về ba người phụ nữ không biết từ lúc nào đã cắm sâu vào trong tâm trí anh ấy. Mai tìm đến Daniel, nói rằng cô giáo đang bệnh rất nặng. Daniel vội vã quay trở về, nhìn thấy mái tóc đã rụng gần hết của cô, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, Daniel cực kỳ đau lòng. Căn bệnh ung thư của cô giáo đã di căn vào tủy. Cho dù là vậy, cô ấy vẫn hy vọng Daniel có thể quay lại phòng nhảy. Daniel không đồng ý, hai người cứ thế chia tay trong không vui. Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Daniel nhớ lại ngày ba người phụ nữ mời anh khiêu vũ. Lúc đó, anh đã đi vòng ra sau người phụ nữ, muốn bóp chặt cổ cô ta, nhưng đã bị phát hiện. Cô ta kéo chặt sợi dây xích, khiến anh ngã nằm trên mặt đất. Cuối cùng anh ấy vẫn phải nhảy, nhưng vì một tay bị trói nên vài động tác không thể thực hiện được, chỉ đành bất chấp xoay vòng không mục đích. Người phụ nữ nhìn thấy anh ấy như vậy, liền cởi khăn bịt miệng và hôn an ủi anh. Nhớ đến đây, Daniel đột nhiên tỉnh lại, người phụ nữ tóc đỏ trong xe đã lập tức thu hút sự chú ý của anh. Xe đến trạm, người phụ nữ xuống xe, Daniel cũng âm thầm đi theo, nhưng cô ta lại biến mất ở góc cầu thang. Daniel chán nản ngồi trong bãi đậu xe, một đôi bàn tay đầy sẹo đột nhiên xuất hiện trên đùi anh. Cô gái người Nam Mỹ ân cần hỏi anh có ổn không, tay của cô ấy là do bị chị gái cố tình làm bỏng. Tên cô ấy là Julie. Daniel vội vàng đuổi theo xin số điện thoại của cô ấy. Hai người hẹn chiều mai sẽ gặp mặt. Julie không quá xinh đẹp, nhưng đơn giản mà cuốn hút. Sau khi hai người quen nhau, Daniel bắt đầu buông bỏ quá khứ, thậm chí còn hứa với cô giáo sẽ quay trở lại sân khấu. Anh dẫn Julie đến gặp cô giáo.
cô giáo đội tóc giả, vẻ mặt trông rất hạnh phúc. Chồng cũ Mai cũng đang ở đây. Trên bàn ăn, Mai đề cập đến một số vụ án lạm dụng vận động mạnh do ông ấy phụ trách. Một số nạn nhân chỉ còn lại chút ký ức mơ hồ nên không nguyện ý báo án. Đến cuối cùng, có người sẽ có thể vượt qua được chấn thương tâm lý, nhưng cũng có người bị nó đeo bám cả đời. Cô giáo đưa Daniel đến một căn phòng, bọn họ cùng nhau vui vẻ nhảy múa. Nhưng sau đó Daniel lại cuộn tròn trong đau đớn. Cô giáo không còn cách nào khác đành phải nhẹ nhàng an ủi. Mối quan hệ của Daniel và Julie ngày càng tốt đẹp. Khi mọi thứ dường như đang diễn ra rất suôn sẻ, hôm đó Daniel dẫn bạn gái đến quán bar. Ở đây, anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ. Ngón tay mảnh khảnh, mái tóc đỏ nâu, dáng người quyến rũ lắc lư theo điệu nhạc, rất giống với người phụ nữ trong ký ức của anh. Nhìn thấy người phụ nữ đứng dậy rời đi, Daniel liền theo cô ta vào nhà vệ sinh, mất kiểm soát tấn công cô ta. Cưỡng ép lột bỏ quần áo của cô ta, nhưng cơ thể người phụ nữ sạch sẽ không một tì vết, không có hình xăm nào cả. Nhưng vì hành động này mà Daniel bị những người xung quanh đuổi theo và bắt giữ đưa đến đồn cảnh sát. Julie nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng, chỉ có Mai đến phòng giam thăm anh. Daniel mặt đầy vết thương ôm ông ấy khóc lóc nức nở. Trong lòng anh ấy đã kìm nén quá nhiều nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy không thể giải thích cho người ngoài. Sau khi bình tĩnh lại, Daniel cúi đầu và nói, anh nhìn thấy một người phụ nữ, cứ tưởng là người quen, nên đã chạm vào tóc cô ta. Thám tử Mai lập tức ngắt lời Daniel một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, bảo anh ấy đem mọi chuyện kể lại từ đầu. Daniel ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa vô tội, bộ phim đến đây là kết thúc. Đến cuối cùng, Daniel có nói ra sự thật xấu hổ và bí mật của mình hay sẽ tiếp tục im lặng che giấu nỗi đau, chúng ta không ai biết. Bộ phim này đã phá vỡ hoàn toàn định kiến về việc chỉ có phụ nữ mới bị hấp diêm. Bộ phim kể về cuộc đấu tranh sau khi bị hãm hiếp từ góc nhìn của nam giới, sau đó tuân theo và cuối cùng là bị ám ảnh bởi cảm giác đó. Điều mà bộ phim muốn mang đến cho chúng ta không chỉ là mối liên kết giữa tình yêu và dục vọng, mà còn là sự suy ngẫm về bản chất con người. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!